Xin chào tất cả các anh chị phụ huynh lớp 12 và lớp 10. Thì hôm nay chính là cái ngày mà chúng ta sẽ kết thúc cái hợp đồng khóa hè. Thì em có viết sẵn một cái bức thư gửi cho các anh chị về cái lời cảm ơn của em. Thì em sẽ đọc cái thư này để những cái anh chị mà không có thời gian các anh chị đọc á, thì các anh chị có thể hiểu được cái thông điệp của em. Cái thư này là gửi đến cái lời cảm ơn của em cho anh chị. Khóa học hè đã kết thúc, có nghĩa là những cái bổn phận về nghĩa vụ dạy học của em nó đã được hoàn thành. Và cái quan trọng hơn nữa đó là nếu như anh chị có cái điều nào không có hài lòng về phương pháp làm việc và thái độ làm việc của em, thì xin anh chị hãy liên lạc và viết cái đánh giá. Lớp Toán Trọng Quỳnh luôn lắng nghe những góp ý và ngày càng cải thiện chất lượng dạy và học. Điều này có nghĩa là sau khi em dạy xong một khóa đó, các anh chị phải căn cứ vào những cái điều lệ trong hợp đồng. Ví dụ như trong cái chương trình dạy toán của em có dạy thiếu sót cái bài nào không? Hoặc là có cái bài nào em dạy rồi mấy bạn report lại là thầy dạy quá khó hiểu hay không? Rồi cái chương trình khoa học xã hội giữa giờ em có dạy đầy đủ không? Nếu chưa đủ thì có thể report để có thể đánh giá lại để em có thể cải thiện cái chất lượng và có một cái đền bù thích đáng cho các anh chị nếu em không có hoàn thành được cái bổn phận học thuật mà em đã viết trong cái hợp đồng. Cái điều quan trọng hơn nữa là em dành cho những cái bạn học sinh chuẩn bị đăng ký khóa chính á, thì ở trên em có viết nè. Thực ra là từ hè đến giờ đó, em dạy lớp 12 là từ tháng 6 cho tới bây giờ là ngày 5 tháng 9 rồi, thì tổng cộng là khoảng độ 2 tháng rưỡi. Và em cảm thấy rất là biết ơn vì hầu hết 99% là đi học đầy đủ bất chấp nắng mưa. Có nghĩa là trời mưa rất là to các bạn cũng đi học. Cho nên em nhìn vào cái điều đó em rất là cảm động. Nhưng mà phải lưu tâm một lần nữa về những cái nguyên tắc làm việc của lớp Toán Trọng Quỳnh. Lớp Toán Trọng Quỳnh là một cái lớp toán không phải là chỉ để cho học sinh đóng tiền rồi dạy, mà là những cái bạn học sinh đó, không những là các bạn tới đây học, các bạn học toán mà các bạn còn học thái độ làm việc và cái phương pháp làm việc nữa. Cho nên đó, em có căn dặn các bạn học sinh của em đó là thành viên học toán nếu thiếu kỷ luật sẽ không phù hợp để trở thành học trò của thầy. Thì em đã nói với học sinh nhiều lần về phải phân biệt giữa kỷ luật và độc tài. Kỷ luật có nghĩa là tất cả chúng ta khi mà nói là chúng ta làm cái gì là chúng ta phải làm. Ví dụ như chúng ta đã nói rằng rõ ràng chúng ta làm việc trễ giờ là một cái hành vi rất xấu, nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người khác, và chúng ta đã xác lập rằng điều đó là điều xấu, thì chúng ta phải đi đúng giờ và chúng ta phải tôn trọng cái lợi ích của tập thể. Nếu như chúng ta đi trễ giờ thì chúng ta phải chấp nhận việc là bị tập thể kỷ luật. Thì cái đó chính là cái tinh thần kỷ luật. Ngay cả cái người giáo viên họ cũng phải bị chế ngự bởi cái quy tắc kỷ luật đó. Có nghĩa là cái người giáo viên cũng phải đi dạy học đúng giờ, hoặc là người giáo viên cũng phải không được phép sử dụng điện thoại trong cái giờ mà họ giảng dạy. Họ phải dạy học sinh một cách đàng hoàng. Thì đó là tinh thần kỷ luật. Chứ em thấy nhiều người đó, họ hiểu lầm giữa cái kỷ luật và cái độc tài. Cái độc tài có nghĩa là muốn ra nguyên tắc gì là ra, không có hỏi tập thể. Còn cái kỷ luật này đó, nó còn phải xem xét về cái sức mạnh của tập thể, tức là phải được sự đồng ý của tập thể nữa. Và học sinh họ phải thấy được những cái điều đau đớn phía trước. Đau đớn là gì? Nghĩa là phải đi học đều và phải đi học đúng giờ, rồi phải luyện bài hàng ngày nữa, và làm việc phải dựa theo nguyên tắc chứ không thể dựa theo cảm xúc được. Tại vì nếu chúng ta dựa theo cảm xúc thì hôm nay chúng ta thích đi học thì đi, còn chúng ta thích nghỉ thì nghỉ, lúc đó chúng ta sẽ mất bài và dần dần chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về chất lượng học. Tiếp theo là em viết là dạy học không chỉ đơn giản là cho việc các em đóng tiền và là thôi. Tức là học sinh có thể đặt câu hỏi là em có tiền em học được không, thì câu trả lời là không, nó không đủ. Nó phải dựa vào những cái nguyên tắc kỷ luật nữa. Bởi vì em có biết là thầy từ chối nhận tiền những thành viên không nỗ lực học tập. Có nghĩa là một thành viên mà vào mà không nỗ lực học tập nhưng mà có tiền thì cũng sẽ không được học.
Thầy coi việc dạy các em là một nghĩa vụ thiêng liêng, và việc dạy là lẽ sống của cuộc đời. Có nghĩa là em coi cái việc dạy là lẽ sống của cuộc đời em, cho nên em rất xem trọng nó, rất xem trọng cái việc này. Cho nên hy vọng là anh chị có thể hiểu cho em. Cho nên khi đọc xong thư này của thầy thì các em phải ngồi suy ngẫm thêm một lần nữa. Hãy từ chối lớp học nếu tôn chỉ làm việc của thầy không phù hợp với các em. Đừng vướng vào nhau khi mà chúng ta không cùng chung lý tưởng. Thầy chỉ hạnh phúc khi thầy biết học trò của thầy thực sự muốn đến lớp và toàn bộ bọn họ thực sự muốn đạt được giá trị học thuật khi đến lớp, đi đến học với thầy. Như vậy thì có thể tâm sự của các anh chị rằng là khi em dạy 100 học sinh thì chắc chắn cũng sẽ có người thích em và cũng sẽ có người không thích em. Và em chấp nhận điều đó. Tại vì đôi khi cuộc sống này mình không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Đôi khi cái tình trạng là em làm việc quá kỷ luật hoặc là những bạn không có kỷ luật, các bạn sẽ ghét em. Nhưng em phải nói trước là những bạn không kỷ luật thì em sẽ không có nhận học phí và không có nhận làm học trò của mình. Thà như vậy từ ban đầu, để không thôi đó, em không có một cái tôn chỉ rõ ràng để hành xử với học trò hoặc là với các anh chị đó, thì rất có thể và chúng ta sẽ làm hại lẫn nhau, cả về lợi ích tiền bạc và cả về thời gian nữa. Tại vì lớp 12 đó, em sẽ nói riêng lớp 12 thôi, là một năm rất quan trọng. Việc mà chọn một thầy giáo để dạy mình trong cả năm là việc cực kỳ quan trọng. Nếu như cái việc học nó không được ổn định, rất có thể là các bạn sẽ không có đạt được cái kết quả tốt và cái tâm lý của các bạn sẽ bị ảnh hưởng nữa. Cho nên em hy vọng là trước khi đăng ký khóa chính đó, thì các bạn phải ngồi lại suy nghĩ một lần nữa và phải ngồi lại đối thoại với phụ huynh xem em việc đăng ký khóa chính có phải là một cái việc cần thiết hay không. Nếu không thì chỉ đơn giản là các bạn tìm một cái hướng đi khác cho mình thôi, mà hãy kết thúc trong hòa bình và chúng ta sẽ không có bị theo kiểu gọi là ganh ghét lẫn nhau, chúng ta sẽ luôn luôn hòa bình với nhau. Thì kết thúc cái khóa hè đó thì em muốn cảm ơn anh chị phụ huynh rất là nhiều vì các anh chị đã tin tưởng em. Hy vọng là các anh chị vẫn sẽ cho con của mình học với em trong cả năm học. Tạm biệt các anh chị và chúc các anh chị rất là nhiều sức khỏe.